Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 11 giờ đêm kém 10 phút của ngày 12 tháng 9, tháng 11 năm 2020. Nhưng cái video clip này khi các bác xem ấy, nó sẽ vào lúc 5 giờ sáng của ngày 13 tháng 11 năm 2020. Và cái video clip này nó khá là dài. Và tôi mong muốn các bác nào khi nghe được một đoạn của video clip này thôi thì các bác hãy nhấn vào cái nút chia sẻ nó, bởi vì nó là một cái gì đó giúp đỡ và động viên tôi để mà làm những cái sự việc tiếp theo, những cái video clip tiếp theo của kênh Trang Trang TV. Tại sao tôi lại phải nói như thế? Bởi vì xin chia sẻ chân thành với các bác như thế này. Và cái video clip của ngày hôm nay á, là ngày 12 tháng 9 năm 2020 vào lúc 4 giờ chiều thì tôi có chia sẻ rằng là có nhiều gọi rằng là bộ ngành có gọi điện cho tôi và báo cáo với các bác là có một bạn via comment ở bên dưới 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 cái kênh ấy, dưới cái video đấy của tôi là như thế này. Đó là bạn Hùng Thịnh của Granis, bạn Hùng Thịnh Granis. Nhiều bộ ngành đã điện thoại cho bạn, chắc họ động viên bạn tiếp tục chống cái sai trong xã hội chứ. Nếu vậy thì tốt quá, đúng là công cuộc vận động làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của Đảng ta thành công to rồi. Theo dõi nhiều kỳ họp Quốc hội, tôi thấy rằng có ô nhiễm và một số ít đại biểu có thành phần làm những việc làm chưa tốt, cần khắc phục, thay đổi của cơ quan công an, kiểm sát, tư pháp. Số còn lại ít nhiều thì cũng gần mấy cơ quan này nên hầu như là không thể ý kiến gì. Nôm na cái nội dung của bạn Hùng Thịnh Granis, bạn ấy mong muốn rằng là cái kênh Trang Trang TV của tôi có được cái sự động viên của nhiều cán bộ ngành và tiếp thu ý kiến một cách chân thành lắng nghe như vậy. Nhưng ở đây tôi xin cho phép các bác như thế này. Vào cái ngày thứ ba là ngày vào cái ngày thứ ba, nghĩa là cách đây 2 ngày, đang ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020 thì vào cái lúc gọi rằng là các bác đợi tôi một tẹo, vào cái lúc đây 14 giờ 29 phút, lúc tôi đã làm lễ cho ba vợ tôi bị mất thì tôi có nhận được điện thoại từ một cái số, đó là số 024 3944 8032, và một giọng nữ gọi cho tôi và nói chuyện rằng là anh có phải là anh Hoàng không, và kênh Trang Trang TV của anh, và tôi từ bên cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, và tôi muốn hẹn gặp anh vào buổi sáng là 9 giờ sáng ngày hôm sau. Không biết anh nhận được giấy mời chưa? Thì tôi báo rằng là tôi đang ở xa và tôi không nhận được. Và tôi đang làm lễ cho ba tôi cho nên là tôi không tiện nói chuyện lúc này. Và sau đó thì vào ngày hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2020 thì tôi có nhận được cuộc điện thoại của hai nhé các bác nhé. Của hai nhân viên bưu điện và họ nói rằng là có cái bưu kiện gửi từ Bộ Thông tin và Truyền thông và muốn tôi nhận được ở hai cái nhà khác nhau. Hai cái nhà đấy là hai cái nhà mà tôi và vợ tôi đăng ký hộ khẩu thường trú, nhưng tôi lại không hiện không ở đấy. Nhưng tôi rất là vui vẻ thôi. Tôi đọc cái địa chỉ nhà hiện tại của tôi và muốn rằng là các bác đấy hãy mang cái lá thư của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi cho tôi. Tôi rất sòng phẳng về đấy, tôi không có trốn tránh gì cả. Và ngay buổi chiều á thì là tôi có nhận được cái bức thư này của bên Bộ Thông tin và Truyền thông. Thì báo cáo với các bác, tôi sẽ đọc nguyên văn cái bức thư rất chân tình của bên Bộ Thông tin và Truyền thông gửi cho tôi. Đây là cái bức thư. Đó. Thì nội dung của bức thư đó là cái giấy mời và các bác lưu ý rằng đây là lần gửi là lần thứ hai. Trong vòng có mấy ngày thôi, 2 ngày. Thì nội dung như này tôi đã đọc nguyên văn cho các bác nhé. Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, số 135GM PTTH và Thông tin điện tử đấy TTDT, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Hà Nội ngày 11 tháng 11 năm 2020, giấy mời mở ngoặc lần 2 về việc cung cấp sử dụng thông tin trên mạng xã hội.
Cục Phát thanh và Truyền hình và Thông tin điện tử mời ông Nguyễn Vĩnh Hoàng, chứng minh thư nhân dân số chấm chấm là chủ thể tạo lập tài khoản tên trang trang TV trên mạng xã hội YouTube, địa chỉ tại cái nhà của tôi hiện tại đấy. Và ba cái nhà của tôi luôn, kinh dã man không, từ đô thị Sa La này, từ phố Bà Triệu này, từ khu Trung Văn này đấy. Nội dung về việc ông Nguyễn Vĩnh Hoàng đã cung cấp một số video trên mạng xã hội YouTube tên trang trang TV và có nội dung chia sẻ quan điểm, bình luận xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Bộ Công Thương và ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đề nghị ông chuẩn bị một số giấy tờ có liên quan, chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, đóng ngoặc. Không có ba chấm nhé các bác nhé. Thời gian vào hồi 9h30 phút ngày 16 tháng 11 năm 2020, tức là thứ hai, mở ngoặc đơn thứ hai, đóng ngoặc đơn. Địa điểm tại Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, địa chỉ tầng 9 số 115 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Để buổi làm việc đạt kết quả, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử yêu cầu ông bà đến dự họp đúng giờ và cung cấp các tài liệu có liên quan đầy đủ. Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ phòng thanh tra pháp chế Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, điện thoại 024 3944 8034, số máy lẻ 928. Trân trọng, nơi nhận ông Nguyễn Vĩnh Hoàng, cục trưởng để báo cáo phó cục trưởng, đây là PCT Nguyễn Thành Trung, phòng TTDT nghĩa là thông tin điện tử lưu, VT là văn thư và TTPC 6. Ký thay cục trưởng, phó cục trưởng, đóng dấu đỏ, đó là ông phó cục trưởng Nguyễn Thành Trung. Đấy. Báo cáo với các bác, đây là cái nội dung. Thì tôi không biết rằng là bác Hùng Thịnh Granis mà khi comment như thế ở trên kênh trang TV của tôi, thì bác có nghĩ rằng là Bộ Thông tin và Truyền thông mời tôi lên làm việc là có ý như bác muốn nói hay là có ý khác một cách gì đấy? Thì báo cáo với các bác như thế này. Thôi để lần sau tôi nói đi. Thì tôi sẽ nhường lời cho đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, một cái phát biểu rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội, và cái đoạn video clip mà đại biểu Trương Trọng Nghĩa dài khoảng 4 phút, thì tôi hy vọng rằng là các bác sẽ nghe qua cụ thể của đại biểu và sau đó là tôi sẽ chia sẻ ở cái phần sau khi là xong phần đó. Khi người dân phản ứng với chủ trương chính sách hành động của chính quyền thì cán bộ công chức trước hết phải tự vấn và tự kiểm vì sao lòng dân không ủng hộ mình, và đừng có vội quy kết họ là thế lực thù địch để đối phó, bởi vì làm như vậy chính là làm cho đảng xa dân, là đẩy dân về phía thế lực thù địch, và cách làm đó trái với di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn chỉ mục đích của đảng. Tất nhiên là ta hãy tìm cho ra cho đúng thế lực thù địch để phòng chống và để nghiêm trị, nhưng mà không mượn bóng ma của chúng để mà công kích và quy chụp những cái người góp ý phê bình, dù đó là dân thường, là doanh nghiệp, là trí thức hay là đại biểu dân cử. Trong hội trường Diên Hồng này thì nếu có thế lực thù địch thì nó chỉ ngự trị trong suy nghĩ của những người quy chụp và không ở đâu khác. Xin cảm ơn chủ tọa và kính thưa Quốc hội. Tôi xin có ba ý kiến về những cái bài học rút ra từ cái cuộc chống đại dịch Covid và kiến nghị một số cái giải pháp sắp tới. Có một cái bài học xưa nhưng mà không bao giờ cũ, là khi mà chủ trương đường lối của đảng mà ta hay gọi là ý đảng hợp với lợi ích và nguyện vọng của nhân dân mà ta hay gọi là lòng dân, thì dù phải hy sinh xương máu tài sản như là thời kháng chiến, hay là bị tự hạn chế tự do, giảm thu nhập, mất việc làm, nghỉ học, đảo lộn cuộc sống bình thường của từng gia đình như trong công cuộc chống Covid vừa qua, thì nhân dân vẫn hưởng ứng, ủng hộ và không có một thế lực thù địch nào có thể phá hoại và xuyên tạc. Do đó mỗi khi người dân phản ứng với chủ trương chính sách hành động của chính quyền thì cán bộ công chức trước hết hãy tự vấn và tự kiểm vì sao lòng dân không ủng hộ mình, và đừng có vội quy kết họ là thế lực thù địch để đối phó, bởi vì làm như vậy chính là làm cho đảng xa dân, là đẩy dân về phía thế lực thù địch, và cách làm đó trái với di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tôn chỉ mục đích của đảng. Tất nhiên là ta hãy tìm cho ra cho đúng thế lực thù địch để phòng chống và để nghiêm trị, nhưng mà không mượn bóng ma của chúng để mà công kích và quy chụp những cái người góp ý phê bình, dù đó là dân thường, là doanh nghiệp, là trí thức hay là đại biểu dân cử. Tôi dám khẳng định là không ít trường hợp
Ví dụ như trong hội trường Diên Hồng này, thì nếu có thế lực thù địch thì nó chỉ ngự trị trong suy nghĩ của những người quy chụp và không ở đâu khác. Ý thứ hai, trong điều kiện dịch bệnh hoành hành cả thế giới, không chừa quốc gia, tầng lớp xã hội, tôn giáo, lứa tuổi nào, chúng ta đã vượt lên và tiếp tục vững vàng đi tới. Tôi muốn nhấn mạnh đến vai trò của Quốc hội và mạng lưới các đại biểu dân cử ở trung ương và địa phương. Lãnh đạo Quốc hội cũng như đại biểu Quốc hội luôn quan tâm theo dõi, sát cánh, ủng hộ các chủ trương đúng đắn, hợp lý của hành pháp và tư pháp. Và nhân đây tôi cũng xin hoan nghênh Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã rất kịp thời chỉ đạo cái việc mà ngưng xét xử trực tiếp trên toàn quốc. Qua đó là góp phần ngăn chặn cái lây nhiễm dịch bệnh mà qua cái hoạt động tố tụng, tức là ngưng xét xử khoảng hơn một tháng trời, rất là kịp thời. Trong cái thể chế chính trị của chúng ta đó, thì một cái cơ quan lập pháp đồng thời là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, vững mạnh, là tiền đề và điều kiện thiết yếu cho sức mạnh và hiệu quả của hành pháp và tư pháp và của cả hệ thống chính trị. Tôi xin phép được chúc mừng Hội đồng Bầu cử Quốc gia mới được thành lập, Quốc hội thành lập. Và tôi xin kiến nghị lãnh đạo đảng, nhà nước và đồng bào cử tri quan tâm xây dựng một Quốc hội mạnh hơn nữa, tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 tới đây. Ý thứ ba, chống dịch thành công là công lao của đảng, nhà nước, của toàn quân và của toàn dân và rất đáng tự hào. Tuy nhiên, rút ra những bài học đúng, xác định bước đi và nội dung công việc sắp tới một cách khoa học, kịp thời và chính xác là điều phải làm hiện nay. Mở cửa lại để khôi phục kinh tế là công việc hệ trọng, đòi hỏi bước đi và phương pháp khoa học sâu sát, cụ thể, chuẩn xác. Tôi có đọc bài báo của đại biểu Nguyễn Thiện Nhân về nội dung này và tôi hoàn toàn đồng ý với cách tiếp cận của đại biểu. Chúng ta phải nắm chắc và phân tích chính xác tình hình dịch bệnh cũng như chủ trương, định hướng của từng quốc gia, từng thị trường, từng lĩnh vực, từng tập đoàn kinh tế để có đối sách và quyết sách kịp thời và phù hợp. Thế giới đã và đang chuyển sang giai đoạn bình thường mới, không thể và không còn như trước. Nếu làm đúng và có hiệu quả thì ta sẽ khai thác được thời cơ, tăng tốc phát triển, nâng cấp được nền kinh tế, từ đó tạo tiền đề vững chắc để hội nhập bền vững trong kỷ nguyên mới của loài người, kỷ nguyên hậu Covid đang diễn ra. Xin cảm ơn Quốc hội. Kính thưa các bác, vừa rồi thì các bác cũng đã nghe qua cái lời của đại biểu Trương Trọng Nghĩa tại Quốc hội. Bởi vì rằng là xưa nay chúng ta cũng thấy rằng là khi có một cái gì đấy mà gọi rằng là mình phản biện lại một cái xã hội á, thì một cái công cụ hay một cái gì đấy mà đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã nói thì người ta hay quy vào một cái gọi là thế lực thù địch và chống phá đảng và nhà nước. Thì báo cáo với các bác là mình phải định nghĩa thế nào là thù địch và chống phá, thì cái này là chưa có cái định nghĩa cụ thể. Và tất cả mọi thứ nó chỉ là suy diễn ở mức độ cá nhân hoặc là tổ chức nào đấy, nhưng mà để thành văn bản quy phạm có hiệu lực pháp luật thì tôi cũng chưa thấy rõ lắm. Mặc dù tôi cũng có nghiên cứu điều 88 của Bộ Luật Hình Sự là bộ luật chống phá cả tất cả các điều đấy, thì tôi thấy rằng là mình hoàn toàn không hề có một cái vi phạm gì cả về cái vấn đề này. Bởi vì tại sao? Bởi vì trước khi thành lập kênh Trang Trang TV thì tôi cũng chia sẻ với cả các anh chị cán bộ, các anh an ninh và toàn thể khán giả là tôi đã phải ngâm cứu khoảng 1 năm rồi thì tôi mới làm cái điều này. Và tôi cũng đã vạch ra những cái trường hợp xấu nhất có thể, và mình có chấp nhận được cái sự xấu nhất đó hay không thì mình mới bắt đầu làm. Thì mà tôi làm cái điều này tôi rất là vui và tôi thấy rằng là mình cũng có cái đóng góp gì đấy. Và có rất là nhiều cán bộ cũng nghe kênh Trang Trang TV của tôi và thấy rằng là những cái lời của tôi á, hoặc là những cái chia sẻ của tôi nó rất là tâm huyết và những cái lời góp ý chân thành. Và tôi đặc biệt là người chiến sĩ đầu tiên sẽ là tiên phong để mà chống lại những cái kẻ mà phá vỡ cái sự bình yên của đất nước bằng những cái luận điệu ví dụ như là đa nguyên đa đảng đấy, hay là kích động biểu tình. Các bác có thể thấy rằng là rất nhiều video clip của tôi, hay là Việt Tân chẳng hạn, tôi đã có video clip rằng là chắc chắn Việt Tân không bao giờ thành công bởi vì họ có những cái gì, họ sai những cái gì. Thì một phần nào đó thì những cái đảng viên kỳ cựu họ thấy rằng là tôi phân tích rất là chí lý, rất là đúng và góp phần công cuộc để mà bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhà nước. Tuy nhiên ở đây á, thì
chế độ không chỉ là một cái hình thức cụ thể, mà như lời đại biểu Trương Trọng Nghĩa cũng nói rằng ấy, chúng ta phải những cán bộ khi mà thấy khi mà người dân phản ứng đến phản ứng những cái hành động và những cái quyết sách của mình, những cái chủ trương của mình thì phải lắng nghe một cách chân thành để mà từ đó là đúc rút kinh nghiệm. Thì ở đây á, cái nội dung cụ thể của bên phía của Cục Thông tin Truyền thông á, là tôi có gọi rằng là xúc phạm, bình luận xuyên tạc xúc phạm uy tín của Bộ Công Thương và ông Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Cái này tôi không hiểu rằng căn cứ pháp luật ở đâu để mà quy rằng là tôi xuyên tạc xúc phạm uy tín. Ở đây tôi nghĩ rằng á, là khi tôi làm việc thì ở đây mọi thông tin trao đổi xin liên hệ phòng thanh tra pháp chế Cục Phát thanh Truyền hình, thì có nghĩa rằng là bên này sẽ phải rất là hiểu cái quy phạm pháp luật và tất cả chứng cứ pháp luật, thì tôi sẽ làm việc về pháp luật với cả bên đội này và chắc chắn là thứ hai là tôi sẽ đến. Và tôi cũng đã nghiên cứu rất là kỹ rồi, thì không hiểu rằng là xuyên tạc xúc phạm uy tín như thế nào. Ở đây á, nếu như xúc phạm uy tín cá nhân của ông Trần Tuấn Anh thì ông Trần Tuấn Anh sẽ phải có một cái khởi kiện dân sự đối với tôi, đó là cái xúc phạm nhân phẩm rồi uy tín nọ kia đối với cá nhân của Bộ trưởng, kể cả bên Bộ Công Thương cũng vậy thôi. Còn tôi không hề xuyên tạc hay là chống phá gì với nhà nước hay là Đảng và Chính phủ Việt Nam cả. Đấy là cái điều chắc chắn, mà tôi còn là người chiến sĩ đứng đầu ở trong cái chiến tuyến đấy, bởi vì tôi không muốn rằng đất nước ta đã máu đổ rất là nhiều rồi, hàng triệu người đã ngã xuống rồi, thì không cần thiết phải thêm một vài người nữa. Các bác có thể xem cái series về đồng tâm của tôi cũng thế, về những cái anh luật sư như Luân Lê hay là một số người khác, thì những cái luận điệu của họ kích động lên thì không cần phải đến nhà nước ra chủ trương. Tôi cũng đã tự thấy rằng là mình cần phải giải đáp như vậy. Và rất nhiều video của tôi cũng nói rằng là những cái kênh như Loa TV, những cái tên như là Thời báo chấm D, rồi một loạt những cái thông tin xấu khác, đó, họ xuyên tạc một cách gọi là vô, gọi là không có một căn cứ gì cả. Ở đây á, những cái thông tin mà khi mà tôi nói chuyện về Bộ Công Thương hay là về ông Trần Tuấn Anh thì nó là cái trách nhiệm của người đứng đầu là ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, và những cái sai phạm của bên hoặc là những sai phạm hoặc là những cái vấn đề của Bộ Công Thương thì đã được từ rất là lâu rồi và đã được báo chí chính thống rất là nhiều rồi, nói lên rất là nhiều rồi, chứ không phải rằng là tôi tự nghĩ ra cái điều đó để mà làm. Mọi cái câu chuyện của bên phía của Trang Trang TV đều dựa theo những nguồn thông tin rất đáng tin cậy, và kể cả những cái văn bản pháp luật hay là tất cả mọi thứ tôi đều nắm giữ, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải trưng ra cho phía của bên Bộ Thông tin và Truyền thông, đây là điều chắc chắn. Bởi vì khi mà đã một đất nước mà đã thượng tôn pháp luật và đang ở trong một cái giai đoạn cải cách pháp luật như thế này, thì tôi rất muốn rằng là ông Trần Tuấn Anh hay là Bộ Công Thương khi cảm thấy tôi có một cái điều gì đấy thì hãy khởi kiện ra tòa, và tôi sẵn sàng là tôi đứng trước tòa để mà tôi nói về cái điều này. Và toàn bộ những cái video về cái điều đó tôi không hề gỡ đi, và tôi không nhận về điều đó, trừ khi nào phán quyết của tòa phán xuống rằng là à, ông Hoàng John ông ấy sai rồi và ông phải chịu trách nhiệm cho cái hành vi đấy của mình, thì lúc đấy tôi mới trách nhiệm và tôi tôn trọng hoàn toàn cái trách về cái việc đó, và tôi cảm thấy hài lòng vì mình đã làm được việc này. Thì ở đây á, cái câu chuyện rằng là bên Bộ Công Thương hay là bên Trần Tuấn Anh, ông bên ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh hãy làm việc theo pháp luật chứ không cần phải đến Bộ Thông tin và Truyền thông để gửi giấy mời như thế này. Tôi xin chia sẻ một chút thêm ấy, thường thường khi người ta đá một trận bóng hay đánh một trận đánh thì người ta gọi là tuyệt mật trong cái chiến lược tác chiến của mình. Thì tôi cũng chia sẻ với các bác luôn là tôi chẳng có gì để mà phải giấu với cả Bộ Công Thương hay là bên phía của Bộ Thông tin và Truyền thông cái cách làm việc của tôi ở trong cái ngày sắp tới, nghĩa là thứ hai này. Đó rằng á, là khi tôi đến làm việc với bên phía của bên Bộ Cục Phát thanh Truyền hình này của bên Bộ 4T, nghĩa là Bộ Thông tin và Truyền thông, thì tôi sẽ ghi âm, ghi hình lại vì đó là quyền và nghĩa vụ của tôi. Cái thứ hai nữa, việc ra phán quyết hay xử phạt hay tất cả mọi thứ đó là quyền của bên Bộ Thông tin và Truyền thông và của Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử. Nhưng khi tôi không nhận và tôi không ký vào đó, và khi tôi có cái quyết định để áp cho tôi ấy, thì tôi hoàn toàn có một cái căn cứ pháp lý để mà tôi có thể khởi kiện ngược trở lại rằng là cái quyết định đó có đúng hay sai hay là như thế nào đó. Bởi vì tôi khi mà đã có một quyết định đó về thì tôi sẽ lập cái biên bản làm việc và tôi sẽ về làm việc với luật sư của tôi, và tôi sẽ có một cái cuộc chiến, nghĩa là một cái cuộc tham vấn về pháp lý, chứ không hẳn đơn giản là một cái gì đó gọi là mình bị lên là mình sợ.
Đó. Tôi muốn chia sẻ với các bác như thế này. Có rất nhiều các bác chống những cái điều tiêu cực, những cái điều bất công ở trong xã hội. Thì khi làm việc thì phải hiểu rằng pháp luật, chúng ta không thể dùng luật rừng được. Chúng ta không thể nào mà đưa một cái gì đấy lên cả. Đấy. Ngay cả căn bản của cái này. Ở đây tôi chia sẻ với các bác như thế này nhé. Đây là giấy mời làm việc. Nó khác với giấy triệu tập. Nếu mà là giấy triệu tập thì tôi sẽ bắt buộc phải lên, bởi vì đó là quy phạm pháp luật đã bị yêu cầu như thế rồi. Nhưng đây là giấy mời làm việc, tôi hoàn toàn có thể gọi điện lên và tôi từ chối không làm việc. Đấy là quyền của tôi. Giống như kiểu các bác đi mời bạn gái đi uống cà phê thôi. Các bác mời bạn gái, à anh mời em uống cà phê, thì cái quyền đi uống cà phê với bác là quyền của cô gái đó. Hoặc là cô ấy không thích bác thì cô ấy bảo là từ chối không đi, tôi có bạn trai rồi, tôi không muốn đi uống cà phê với người lạ, tôi cảm thấy không an toàn, thì đấy là quyền của bác. Còn giấy triệu tập thì nó khác, cho nên ấy, ở đây là một, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi mà căn cứ ra những cái điều này này, thì thường thường văn bản vi phạm pháp luật như thế này, họ sẽ phải có căn cứ theo điều nào, luật nào. Ví dụ như luật an ninh mạng, hay là vấn đề luật của chống phá nhà nước hay xuyên tạc vào đấy, hay là luật gì đấy. Họ có căn cứ như thế này, thì bắt đầu mới có thể mời phía sau. Cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa, liên quan đến trong cái văn bản này này, thì nó có một cái là đề nghị, đấy đây. Ví dụ đây, các bác có thể nhìn kỹ lại nha. Ở đây nhé, tôi đọc kỹ cho các bác để không đọc nhầm. Đề nghị ông chuẩn bị một số giấy tờ liên quan như là chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân. Nghĩa là không hề có dấu ba chấm hay là chuẩn bị một cái gì đó liên quan. Nhưng ở dưới gọi là chỗ này này. Đây. Thì để buổi làm việc đạt kết quả, Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin Điện tử yêu cầu bà dự họp đúng giờ và cung cấp các tài liệu có liên quan đầy đủ. Vấn đề này tôi không nghĩa vụ mà cung cấp, và mặc dù là các tài liệu liên quan, ví dụ như là các video clip của tôi thì tôi đã đăng công khai trên mạng rồi và tôi không gỡ, và tôi tin rằng là Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã download những cái video đấy về để mà ngâm cứu, thì mời các anh chị cứ ngâm cứu thôi, tôi cũng không có ý kiến. Nhưng ấy, ở đây ấy, đấy nghĩa là ví dụ như là giấy tờ tùy thân, chứ không phải mở ngoặc ra một loạt những cái giấy tờ như thế này, chả lẽ là đấy, các bác có thể thấy thế. Cho nên ấy, cái câu chuyện về quy phạm pháp luật hay là hiểu để soạn một cái văn bản như thế này là chưa đúng quy phạm với nha các bác nhé. Chính vì vậy á, là tôi sẽ có một buổi làm việc rất là thú vị, và tôi sẽ tường thuật cái buổi làm việc đó và các trường hợp xảy ra, ví dụ như là ông Hoàng này hay là như thế nào đó, thì tôi xin chia sẻ với các bác thế này. Nếu mà một ngày tôi không up một cái video clip nào lên ấy, thì có nghĩa rằng là tôi có vấn đề. Đấy là điều sự thật. Còn từ nay cho đến là tất cả những cái ngày tiếp theo, tôi cam kết với các bác rằng là mỗi ngày có thể video chất lượng tốt hay không tốt, nhưng mỗi ngày ít nhất có một cái video clip để mà có thể bảo rằng là tôi vẫn còn đang an toàn. Còn nếu mà không có một cái video clip nào lên mà không có báo trước, thì báo cáo với các bác rằng là tôi đang không an toàn. Đó. Còn cái trang TV của tôi thì tôi vẫn cứ giữ. Đấy là điều chia sẻ chân tình. Và tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cái điều phán xét đánh giá đến từ pháp luật hay là chính quyền. Tôi xin cảm ơn các bác đã theo dõi kênh Cha Trang TV, và mong các bác hãy chia sẻ video này đến với nhiều người hơn. Cảm ơn các bác.